Kính thân mến, như vậy là các em thấy là một thời gian rất dài thầy cho chúng ta đã đi xuyên suốt cái học kỳ 1 và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu những cái kỳ thi học kỳ 1, kỳ thi học kỳ 2 cùng những kỳ thi cuối cùng là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Và trong buổi học hôm nay thầy sẽ giới thiệu cho các em là chi tiết cái phần em thấy là đề kiểm tra học kỳ 1 năm học 2020-2021 mà D132 của Sở Giáo dục Đào tạo Thừa Thiên Huế. Và trong đề này thì em thấy cấu trúc theo là 82. Cái cấu trúc ở đây em thấy là 80% là trắc nghiệm gồm có 32 câu là 8 điểm. Và phần nhất từ luồng là em thấy là 2 điểm. Câu hỏi thứ nhất các em có thể là đọc lướt qua. Câu hỏi thứ nhất là em thấy là nói về di chuyển đánh ở động vật. Đầu tiên chúng ta đọc có em này là các bước tạo giống động vật chuyển gen là gồm có thứ nhất là lấy trứng ra khỏi nhá động vật, thứ hai là cấy phôi, thứ ba là cho trứng thụ tinh trong ống nghiệm, tiếp theo là tiêm gen chuyển vào giai đoạn em thấy là hợp tử. Vâng, chúng ta đầu tiên chúng ta thấy là bước một như vậy là đầu tiên là chúng ta phải lấy trứng nè, đúng không ạ? Đây, thứ hai là cho gì trứng này thụ tinh ở trong nhé, trong ống nghiệm. Và trong cái giai đoạn nhân non này thì chúng ta sẽ chuyển cái gen cần chuyển vào, như vậy đây là bước chưa ba, và cuối cùng là chúng ta sẽ cấy cái phôi mà đã chuyển gen này vào cái con gì con vật khác để nói gì nó làm nhiệm vụ mang thai. Và cái con mà mang thai này thì anh thấy chúng ta đã nói rồi, cái con này chỉ là con gì mang thai hộ, như vậy đây là chưa là bốn, như vậy chúng ta chọn cái từ là 1, 3 và 4, 4, 2, như vậy chúng ta sẽ chọn 1, 3, 4, 2, chúng ta chọn phương án nhé, phương án A. Là phần này thì chúng ta cũng không cần nhé, cần ghi chép nhiều, đúng không? Bởi vì em thấy cái phần mà chọn giống vào tạo công nghệ gen mà tạo ra các động vật chuyển gen thì em thấy nếu mà ví dụ thì hàng cũng như cũng đơn giản thôi. Cứ động vật này mà em thấy mang gen của gì của động vật khác, như vậy đó là do gì công nghệ gen. Bây giờ câu hai là mã di truyền có tính đặc hiệu. Cái phần này tính đặc hiệu thì chúng ta nhớ là từ gì mấy, 11 là 133 thì mã hóa cho một nhé, một hóa chiếm đi. Và thay cho chúng ta ở đây là chúng ta sẽ chọn 133 thì mã hóa cho một loại hóa chiếm đi. Trong cái video ôn tập chương 1 thầy đã nhắc lại tính nhé, tính thoái hóa là nhiều bộ ba cũng mã hóa một hóa chiếm đi. Còn tính phổ biến là em thấy toàn bộ sinh giới chúng ta sử dụng chung một cái bảng mà, đúng không ạ? Câu ba này là cái câu nằm trong chương 2 ở đâu luôn thầy đã hướng dẫn. Thứ nhất là em thấy trong phương pháp nghiên cứu di truyền Mendel, thứ nhất em thấy này, đầu tiên là chúng ta phải tạo ra hay là ông Mendel tạo ra các dòng dây phân trục. Thứ hai là em thấy cho lái các dòng phân trục và phân tích kết quả ở đây, đúng không? Và chứ sử dụng em thấy là toán xác suất thống kê để mà nhé, để mà kiểm định kết quả này, và cuối cùng là em thấy là nhé, có cái thí nghiệm để chứng minh hay kiểm chứng về đây bộ. Và chúng ta sẽ chọn theo cái từ này chúng ta chọn là 4 đó, 2 và 1 3 như vậy 4 2 1 3 ở đây là 4 2 đó, đây 4 này 2 1 ba, câu này em thấy là thường gặp này, đúng không? Câu số 4, trong mô hình cấu trúc của ô bê lắc thì các em muốn tập kỹ em thấy ô bê lắc này nó có các vùng là P này là vùng như khởi động này, O là vùng vận hành này, ZIA chính là cụm cụm đánh cấu trúc, như vậy ở đây là O P khởi động lắc không có P, O, Z, Y. Và là em thấy là vùng khởi động, vùng vận hành và cụm đánh cấu trúc. Và nhớ là em thấy này, cái gen R này, là gen điều hòa đấy. Em nhớ là gì, nó không thuộc. Ô bê lắc. Và câu hỏi này thì họ nhắm đến vùng gì, vùng vận hành ô, vùng vận hành ô thì vùng vận hành là nơi để cho em thấy là có những chế bám vào
và ngắn cản nhé, quá trình phiên mạc. Như vậy chúng ta sẽ chọn phương án nhé. Để câu số 5 là anh này, câu này ở mức độ gì cũng đơn giản, tần số gì a nhỏ. Ở đây có hai cách tính này. Một cách tính đơn giản như các em thấy là tần số a nhỏ đây. Là chúng ta lấy 0,16. Bởi vì trong 0,16 này em thấy chứa toàn bộ gì a nhỏ đấy. Còn trong gì trong 0,48 này chứa một nửa a nhỏ thôi. Thì chúng ta cộng như mày là cộng 0,48 đó chứ hai. Em bấm máy đúng không? Như vậy đã được 0,4. Ở đây chúng ta tính đã được 0,4 này. Và nếu D có hỏi tần số A lớn này thì cả em thấy là chúng ta lấy 1 trừ cho Q của A nhỏ bằng 0,6. Đúng không? Rồi bây giờ để tạo ra giống cái trong có kiểu ren đồng hợp từ. Ở đây kiểu ren này em thấy kiểu ren như đồng hợp từ không? Về tất cả các cặp ren. Như vậy thuần chủng về tất cả các cặp ren thì câu này anh thấy là trong quá trình ôn tập thì chúng ta nhắc rồi. Đây là chỉ ở núi kẻ gì hạt phấn, và núi kẻ hạt phấn ở trạng thái gì hạt phấn là đơn bồi, sau đó em thấy lượng bùi hóa lên. Như vậy hạt phấn ở độ đơn bồi này và sau đó chúng ta lượng bùi hóa lên thì tạo nên một cái cơ thể hai nơ thuần chủng trong trong. Và ngay cả chương một thì em thấy tôi nói là cái cơ thể mà sống nhì bồi đấy thì ngoài đặc điểm là máng bồi nhiễm thể của hai loài ra rồi, đúng không? Nó còn gì có thêm một đặc điểm khác nữa là sinh sản hữu tính, và một đặc điểm mà em thấy mọi người nhắc đến đó là hàng thuần chủng nữa. Câu số 7, trong chủng đoạn trước sinh thì em thấy chọc do dịch ổn. Như vậy chúng ta chọc do dịch ổn. Mục đích ở đây em thấy là có hai mục đích. Mục đích là chúng ta sẽ phân tích xem được ổn đó là gì, là có như vậy bình thường hay không. Và thứ hai quan trọng hơn là chúng ta lấy gì, lấy cái nhặt tế bào nhau thai này. Đây, tại vì anh thấy tế bào nhau thai này bóng ra trong nước ối này chính là gì, tế bào của đứa được trẻ. Và em thấy là lấy tế bào này nếu chúng ta thực hiện quá trình nuôi cấy thì em thấy là có thể là tạo ra những tế bào mới là để mà chúng ta làm những tiêu bào tế bào, đúng không? Và chúng ta chọc do dịch ối hay là chính thiện của nhau thai để mục đích là anh thấy là kiểm tra xem từ đứa trẻ đó có bị vấn đề gì bất thường với bộ nhiễm thể hay không, đúng không? Mà nếu có vấn đề bất thường thì anh thấy là chúng ta sẽ có gì cái tư vấn cho người mẹ. Bây giờ câu số 8 là anh thấy là tần số hoàng tuyến trên 30%, thì chúng ta nhớ công thức viết các từ này. Và công thức này anh thấy là a lớn b lớn này trên a nhỏ b nhỏ thì khi tiến hành nhé, dạ vâng. Em thấy tần số hoàng vi đây em thấy được 0,13. Thì cả em thu được cái giá trị ở đây. Cái giá trị A lớn biết lớn bằng A nhỏ với nhỏ bằng 1 trừ F chia chứ hả? Bằng 0,35. Và giá trị em thấy hoàng vi này A lớn biết nhỏ bằng A nhỏ biết lớn bằng F chia 2 bằng 0,15. Và đây là giá trị liên kết. Đúng không? Đây là giá trị nhé, giá trị hoàng vi, đúng không? Và chẳng thể trong đi họ hỏi gì, họ hỏi giá trị này thì chúng ta trả lời cho mày nè, em thấy 35%, đúng không? Em thấy không khó. Câu số 9 thì phép lái nào trong đây cho ra phân tính là gì, 11. Thì nhiều bà em thấy là phân vân suy nghĩ dù phép lái này này cho ra đôi con đây là em thể buộc đây là 100%, bia lớn bia nhỏ là trôi chứ. Đây thật lái này em thể ra đôi con là 3 31 là 3 trôi một lần, con phép lái này thì cho ra đôi con nhé 11. Như vậy con phép lái này đôi con em thể là cũng là 100% nhé, trôi luôn. Đây. Như vậy là em thấy để phân tích 1:1 thì thay cho chúng ta sẽ chọn phương án C. Ở đây là em thấy này, cái phân tích này, tính này chính là viết tắt của tư duy tính trạng, đúng không? Câu 10. Trong quá trình nhân đôi ADN, một cái phân tử ADN con được tạo ra chứa một mạch mới được tổng hợp
và đặc điểm của nguyên tắc. Thì ở đây em thấy là mỗi phân tử ADN con tạo ra đây này, mà em thấy nó chứa một cái mạch mà em thấy là mới được tổng hợp. Thì em có thể là nói ngắn gọn ở đây. Ở đây em thấy là chỉ là nguyên tắc chứ, nguyên tắc khuôn mẫu, đúng không? Và thứ hai là nguyên tắc chứ, bảng bảo tồn. Và thứ ba là nguyên tắc bổ sung. Còn phiên bản này em thấy là chúng ta loại trừ. Thì em thấy là chúng ta phải nói rõ ở đây này là mỗi phân tử con được tạo ra chứa một mạch mới tổng hợp, là từ em thấy là từ gì, từ phân tử ADN là mẹ. Thì ở đây em thấy là chúng ta chọn nguyên tắc chứ, bảng bảo tồn. Như vậy ở đây là nguyên tắc bảng bảo tồn. Đó là bảng bảo tồn. Và trong cái phân tử ADN con tạo ra thì có chứ, nhận một mạch chứ ADN mẹ. Một mạch đơn hay là một chuỗi polypeptide từ ADN mẹ. Còn nhé, một mạch đơn hay là một mạch đơn này chúng ta ghi là còn lại một mạch. Được tổng hợp. Từ chứ, từ nguyên liệu môi trường nội bào. Ở đây em thấy này, thì ở đây em thấy ra nó không có ví dụ nào để mà nói đến cái bổ sung cả, bởi vì nói đến cái bổ sung này chúng ta phải nói gì, có AT rễ, đúng không? Nguyên tắc khuôn mẫu này thì em thấy chỉ có ở lớp 9 đúng không? Còn lên lớp 12 thì sẽ tập trung vào hai cái bảng bảo tiếp, bảng bảo toàn và bổ sung thôi. Vì vậy cả em nắm lại phần này. Khóa bên chỗ 11, trong kỹ thuật tạo ADN tổng hợp, enzyme nào dùng để gắn? Thì chúng ta nhớ này, enzyme này là để gì? Cắt. Gọi là cắt giới hạn. Hay còn gọi là cắt hạn chế. Chúng ta đọc là restrictase. Enzyme này là thực hiện gì? Chính trong quá trình gì? Phiên mà. Bởi vì phiên mà nó tạo ra gì? ARN. Enzyme này em thấy là trong quá trình gì? Từ nhân đôi. Như vậy còn lại anh thấy enzyme này gì? Nổi. Đúng không? Nổi ADN. Như vậy chúng ta chọn nhé. Thì và cả em nhớ này, trong quá trình những đôi ADN thì cũng có một mạch tổng hợp liên tục, một mạch tổng hợp dạng đoàn, liệu có xét trên một trang gì. Và kết quả thì em thấy là cái mạch mà tổng hợp dạng đoàn đó nó được cái enzyme ligase này nối lại với nhau để tạo thành nên cái chuỗi, đúng không? Là chuỗi ADN hoàn chỉnh. Bây giờ qua câu số 12 thì em thấy phép loại này có bao nhiêu kiểu ren. Đầu tiên chúng ta tất cả cái là này, a lớn a nhỏ, nhân a lớn a nhỏ. Các em có thể không việc cụ thể ra nhưng các em có thể biết được là nó có ba kiểu ren. Là một a lớn a lớn, hai a lớn a nhỏ và một với a nhỏ a nhỏ. Rồi b lớn b lớn b nhỏ lại với b lớn b nhỏ cho ra được một kiểu ren. Đúng không? B lớn b nhỏ và a lớn a nhỏ thì tương tự. Em viết ra này. Đó. Và vì vậy ở đây em thấy là chu tổng của chúng ta kiểu ren ở F1 thì chúng ta lấy 3 nhân 1 nhân 3 nhân 3. Như vậy được 27 nhé, rồi kiểu ren. Như vậy chúng ta sẽ chọn phương án nhé, để câu số 13 trong cấu trúc siêu hiển vi em thấy là đầu tiên là nucleosome là cấu trúc từ 146 cặp nu quẩn quanh 8 phân tử ADN histone quẩn quanh 8 phân tử protein histone và quẩn 1 3 phân tử vòng.
Không, thì các bạn này thì anh thấy là được cấu tạo tự nhiên núi Liêu Xô mà nó có đường kính là mấy 11 nanomet. Trời chứ, trong đến lên một sợi nữa, sợi nhiễm sắc và đường kính của nó bằng nhé, 30. À, sợi xíu xoắn thì anh thấy là D của nó bằng 300. Còn ở đây núi Liêu Xô này thì chúng ta nói 146 chứ, cặp. Đó, cặp núi. Quấn quấn. Tám cái phân tử protein hết tôi một ba phân tử chứ vâng đúng rồi và câu này chúng ta sẽ chọn nhé chờ nhịp sắc con nếu trong đề thi ở một số trường có vấn đề lắc lẻo hơn một chục thì cả em để ý này là 1 mét đi nếu hóng ra cái này mà họ ra nhé ăn trong cả em để ý thấy chỉ 1 mét là bằng 10 mũ 3 mm bằng 10 mũ chứ mũ 6 mm bằng 10 mũ 9 chứ 5 mét và bằng 10 mũ chứ mũ 10 ăn trong đó ở đây thì ở đây anh thấy là phép lái nào sau đây là có kiểu hình anh thấy ở đây là chúng ta nhé phân ly tỷ lệ 9:3:1 câu này nhiều bạn là anh thấy ra nhớ rồi ôn tập thầy hướng dẫn mà làm ở trên lớp cũng có rồi đúng không? Chúng ta chọn ngay này. Vì sao nữa? Bởi vì ở đây em thấy a lớn a nhỏ lại về a lớn a nhỏ thì nó cho ra được ra 3:1. Đây đang nói chịu hình này. Rồi b lớn b nhỏ lại về chứ b lớn b nhỏ. Rồi thì em thấy cho ra 3:1. Và em thấy lên trong đi là nói chứ độc lập rồi đúng không việc hết này độc lập rồi thì anh thấy là a lớn a nhỏ lại về a lớn a nhỏ b lớn b nhỏ lại về chứ b lớn b nhỏ thì bằng nhé 3:1 đó lại về bên này 3:1 nữa chúng ta nhân lại với nhau thì nó đã được 9:3:3:1 còn câu này thì anh thấy nếu mà em làm tương tự ra như vậy thì nó ra được là 3:3:1 câu này nếu em làm tương tự nó cũng ra như vậy nhé 3:1 và câu này thì cả em làm tương tự thì nó sẽ ra được là 3:3:1:1 và cái em có thể là việc thử đúng không để cho chúng ta nắm chắc kiến thức câu 15 là tập hợp cả cái nhé, kiểu hình của cùng một kiểu gen tương ứng với những điều kiện môi trường khác nhau chúng ta gọi là nhé mức phải con thương biến thì các em cũng tập là em thấy này thương biến là những biến đổi ở kiểu hình mà không làm thay đổi kiểu đấy và trong cái hướng dẫn ôn tập thì thầy đã đưa ra cho các em một loạt các ví dụ về thương biến đúng không ở sinh vật nhân nhé nhân thực thì có đồ nào sau đây là có gì mang tín hiệu kết thúc thì cả em nhớ này cái cổ đông này là nó sẽ thuộc cái mRNA có thuộc mRNA thì nó có chiều từ 5 phẩy đến nhé 3 phẩy và có nhé 3 nhóm kết thúc là A, U, A, A thứ hai là U nhé A, A, D và nhóm thứ ba là U, V, A đó cái này này đóng vai trò chứ là kết thúc nó nói gì không mà hỏa chỉ minh nào cả đúng không tất cả em nhớ đây đấy, chúng ta có câu gì câu đề con bộ ba đầu tiên này là bộ ba mở đầu này câu 17 một gen nhân đôi 4 đợt liên tiếp mỗi gen con tạo ra phiên mã mấy lần 2 lần ở đây thì em thấy là một ADN bây giờ nếu mà chúng ta áp dụng công thức nó thực hiện nhân đôi 4 lần như vậy là đây là nhân đôi 4 lần thì tạo ra đây em thấy là 2:4 ADN còn với 2:4 ADN con này tiếp tục đó, thực hiện quá trình nhé phiên mã mấy lần 2 lần
Mà gái đọc đề kỳ nhỉ. Cả cái Aden con này nó được tạo ra là phiên mạc hai lần. À, thì em thể tạo ra chúng ta đây là 214 nhân cho mày là nhân 2 bằng 16 nhân 2 là bằng 32 phân tử chứ mà Aden. Chúng ta chọn phương án nhé. Đi. Trong các dạng đột biến cấu trúc nhiễm thể nào không làm thay đổi số lượng gen trên nhiễm thể à, thì cả em thấy chỉ có gì đạo đoàn. Đúng là đạo đoàn là em thể là không làm thay đổi số lượng gen trên nhiễm thể. Ngoài ra nếu không có đạo đoàn thì cả em thấy có một cái tương tự đó là chuyển đoàn trên một nhiễm thể. Dạng này cũng không làm thay đổi số lượng gen. Câu 19, đột biến điểm là đột biến gen liên quan đến mấy nè, liên quan đến gì? Một cặp nú thôi cả em để nè, một cặp chứ phải một nú đúng không? À, đây. Câu số 20, cơ thể này giảm phân thì câu này em thấy là cũng ở mức độ gì cực kỳ gì đơn giản khi thực hiện nhé, giảm phân thì sẽ cho chúng ta 1/2 a lớn, 1/2 a nhỏ, a bên nhỏ và bằng 1/2 nhé, a lớn bên nhỏ, 1/2 a nhỏ bên nhỏ. Thì cả em thấy ở đây a lớn bên nhỏ chính lệ là 1/2, như vậy 50 chứ. Phân thể nào sau đây đã đạt trạng thái cân bằng thì câu này là có nhiều cách làm. Một là các bạn đọc vào các bạn nhận thấy được phân thể nào ở trạng thái này này. Đó, đây chính là trạng thái nhé, cân bằng di chuyển. Đó, ví dụ có bạn nhìn vào các bạn nhé, chọn copy. Nhưng em thấy là có những trường hợp mà em thấy mình làm gì theo hướng từ luận thì họ cho mình cấu trúc là D A lớn A lớn hạt A lớn A nhỏ và R A nhỏ A nhỏ. Bây giờ họ hỏi quần thể này đã cân bằng chưa thì em thấy là chúng ta sẽ tính quần thể cân bằng di chuyển khi và chỉ khi em thấy là D nhân R này với hạt chia 2 tất cả bên phương. Nếu thỏa mãn cái này thì như vậy cung thể nó cân bằng, còn nếu không thỏa mãn thì em thấy là cung thể gì chưa cân bằng, đúng không? Nhưng thường đa số em thấy trắc nghiệm chúng ta phải làm gì, làm nhân và cả em để ý cả trật tự này Câu số 22, một cung thể mà em thấy tân số kiểu đánh gì hợp a lớn a nhỏ không bốn sau 3 thể hệ từ tục phấn thì kiểu đánh gì hợp trong quần thể là, đúng không? Em thấy là sau một thể hệ từ tục phấn thì tỷ lệ kiểu đánh gì hợp là giảm dần. Như vậy P. Là A lớn A nhỏ bằng 0,4. Còn những kiểu đánh khác thì mình không cần quan tâm. Bây giờ em thấy là 6 chứ, 6, 3 thể hệ từ tục phấn. Thì em thấy ở đây A lớn A nhỏ thì chúng ta có công thức là bằng 0,4 nhân 1 trên 2,3. Và cả em bấm máy đúng không? Là bằng 0,05. Vậy là chúng ta sẽ chọn phương án nhé. Câu số 23, cơ chế mà làm xuất hiện cả khối u là tế bào chúng ta bị đột biến. Làm gì làm mất khả năng kiểm soát quá trình gì cân bằng thì cả em nhớ này có hai cái đầu tiên là gen gì gen tiền ung thư, gen này em thấy là giống như quả bom gì quả bom hẹn giờ ở trong cơ thể thay cho chúng ta ai có cả, đúng không? Nhưng vấn đề là em thấy là bao giờ nó bị gì nó đột bị đột biến thôi nó đột được đột nghĩa đột biến trồi tạo thành gen gì thành a lớn thì nó sẽ gì tạo ra ung thư. Nhớ ở đấy thầy đang bám sát vào kiến thức sách giáo khoa các bạn này. Còn nhiều bạn học ý xong thì em thấy đó thì kiến thức này là gì hơi bị gì nhé, hơi bị thiếu hoặc hơi bị lạc hậu rồi. Nhưng em thấy may mắn trong cơ thể chúng ta là có ra những ức chế khối u.
Ren này em thấy là ren gì, ren bi lớn. Và em thấy nếu cái ren này nó không bị đột biến thì cơ thể chúng ta vẫn gì bình thường. Đúng không? Nhưng em thấy là ren này nó bị đột biến. Đột biến lần. Thế ở đây em thấy tạo ra ren gì, ren bi nhỏ. Nó gì nó không chỉ u nữa. Đó. Thế em thấy ngang nó đi. Kết quả là bị gì? Bị nguyên phân liên tục không kiểm soát tạo ra gì? Ung thư. Thì còn gọi là gì? Là cả. Đúng không? Qua câu 24. Cho like hai cây hoa đỏ với nhau mà thu được là em thấy đôi con 97. Thì chúng ta sẽ đánh vào nhanh ở đây là tương tác gì? Bổ sung. Và tương tác bổ sung này. Thì bây giờ chúng ta học là có 3 dạng. Trong một đề ôn tập của các em đi này. 97, 9, 6, 1. Và 9 nhé, 3, 3, 1. Ở đây chúng ta đang sẽ đến là một tình trạng này. Bởi vì nhiều bạn có thể nhầm lẫn giữa 9, 3, 3, 1 của tương tác bổ sung và 9, 3, 3, 1 của phân lý độc lập. Phân lý độc lập là em thấy mấy? Hai tình trạng. Đúng không? Tương tác phòng gộp này thì trong quá trình ôn tập thì nhắc các em là có hai cái nhóm tương tác là 15, 1 hoặc là 1 chứ, 4, 6, 4, 1. Và nếu mà khi mà số lượng mà nhiều quá thì chúng ta phải áp dụng gì? Công thức nhân. Đúng không? Rồi câu số chỗ 25 thì em thấy cũng nằm trong cái nhóm ôn tập này. Bạn nào mà học video ôn tập rồi thì em thấy là đơn giản. Như vậy cái này là em thấy là ví dụ này. Đúng này, thương biển này. Đúng là thương biển này đúng không? Như vậy cái này là em thấy là thương biển. Còn cái hội chứng đáo này là em thấy không phải. Bởi vì từ sống trong môi trường nào thì em thấy cái kiểu hình của đào em thấy cũng như cũng đủ. Đây. Câu số 36. Cái câu này em thấy là thu được kiểu ren gì hợp với bao nhiêu. Thì câu này bắt đầu em thấy cũng có cái tính như phân loại. Nhiều bạn em thấy quên mất cái cách viết giao từ của cơ thể này. Đây. Thì cả em nhớ việc giao từ của cơ thể này. A lớn, A lớn, A nhỏ, A nhỏ. Thì cả em nhớ là nếu mà mình học ở mức độ đơn giản, cả em vẽ cho thầy cái hình gì? Hình chữ nhật. Sau đó mình thêm vào hai đường gì? Hai đường chéo. Đây. Rồi sau đó cả em thống kê. Nó có em thấy là bốn cạnh và hai đường chéo. Vì vậy chúng ta điểm này. À, thì tạo ra được em thấy là 1/6 A lớn A lớn. Em thấy điểm có hai cạnh A lớn A nhỏ và hai cạnh hai đường chéo A lớn A nhỏ như vậy 4/6 A lớn A nhỏ. Và còn lại là 1/6 chứ A nhỏ A nhỏ. Như vậy chúng ta ráp cái giao tử vào vào đây. 1/6 A lớn A lớn. 4/6 A lớn A nhỏ. 1/6 chứ A nhỏ A nhỏ. Ở đây 1/6 A lớn A lớn, 4/6 chứ A lớn A nhỏ và 1/6 chứ A nhỏ A nhỏ. Và em thấy chúng ta nhân F1 ra thì nhiều bạn nhân lại là các em có thể nhớ kết quả được là 1/36. Trước đây thầy cũng chỉ cũng không nhớ mà nhiều bạn em thấy rất, nhớ rất tốt và khi chúng ta nhớ được thì em thấy chúng ta làm nó nhanh hơn. 1/8/18 đúng không? 81. Đây. Rồi, và anh thấy bây giờ đi họ hỏi gì? Họ hỏi ra tỷ lệ dị hợp, thế này thì có nhóm này đông hợp này, nhóm này đông hợp đây thì có nhiêu bất ra cả em có thể cộng lại hoặc là gì cả em dùng phân bù trừ để cả em làm. Như vậy các đoạn này là tỷ lệ kiểu ren dị hợp. Cách nhanh hơn thì cả em có thể lấy một trừ cho gì a lớn a lớn a lớn a lớn
trừ cho chứ anh nhỏ. Như vậy em thấy là mình trừ đi cho 2/36 và còn lại 34/36, đúng rồi. Chúng ta chọn phương án ở đây là phương án A. Câu 27 là cùng với mức độ cùng khả phân loại này, các em để ý này. Bổ nhiệm thì ở đây là 2n bằng 12, cái n thì bằng 6 nè. Rồi. Bây giờ chúng ta có hai ngang tế bào sinh sinh. Hai ngang tế bào sinh sinh. Đầu tiên các em sẽ chốt cho thầy nè. Là khi giảm phân. Nó sẽ cho chúng ta em thấy ra 2 ngang nhân 4 đó là bằng 8 ngang giao thức đực. Chúng ta hay gọi là gì? Tính trùng. Đây. Đúng rồi. Rồi nhưng ở đây em thấy trong nhé, trong này thì có 20 tế bào. Bây giờ 20 tế bào. Cùng là em thấy là 2n bằng 12. Nhưng khi thực hiện quá trình nhé, dạ vâng. Ở đây. Thì có một vấn đề em thấy này. Có như ở cặp nhịp sắc thể số 1 nó là không phân ly. À. Em thấy là không phân ly. Thì kết quả em thấy này, cái tính tổng ấy là 20 nhân 4 là bằng 80. À, là giả tử hay là 80 tính trùng nè. Nào. Trong này bây giờ em thấy không phân ly này. Thì sẽ tạo ra em thấy 1/2 à, cái giao tử giữa n với là cộng 1 là bằng nhé 7 nhịp sắc thể, đúng không? Còn 1/2 là giao tử n trừ 1 bằng nhé 5 nhịp sắc thể. Như vậy cái nhóm mà em thấy cái nhóm chúng ta đang tìm kiếm là nhóm 5 nhịp sắc thể này, nó chiếm tỷ lệ mấy? 1/2 của mấy? Của 80, đúng không? Em thấy để ý này. Vậy bây giờ kết quả là gì? Họ nói là trong số những giáo từ tạo ra, cái giáo từ em thấy mà chứa nhé, chứa 5 nhịp sắc thể thôi. Thì các em có thể là lấy cái số này. Như vậy là chúng ta có được là 80 nhân 1/2 đến tổng cộng em thấy là 8.000. Chúng ta nhân thêm 100% nữa. Thì các em bấm máy tính là ra được nhé, 0.5%. Đây. Câu này cùng câu cùng với cũng có tương đối với phân loại, đúng không? Bây giờ qua câu 28 này. Các em đọc đi kỹ này, ở đầu hàng ngang này. A lớn rồi A nhỏ rồi B lớn rồi đỏ, B nhỏ trắng này, đúng không? Cả ven này nằm trên cả cặp nhịp sắc thể thương khác nhau này. Đây. Như vậy khi nằm trên cả nhịp sắc thể thương khác nhau thì nó gì? Nó độc lập nhau. Rồi phép lái nào cho đây cho thân cấp phó trắng ở đây. Là em thấy là tỷ lệ 25%. Và như vậy cái thân cấp phó trắng thì bây giờ thầy sẽ phép lái thứ nhất. Nếu A lớn A nhỏ, B lớn B nhỏ mà lái về A lớn A nhỏ, B nhỏ B nhỏ. Bây giờ em thấy A nhỏ B nhỏ B nhỏ. Thì cả em có thể tính nhầm là đã được 1/4. Đúng không? A lớn A nhỏ lái về A lớn A nhỏ ở đây cũng được A nhỏ 1/4. B lớn B nhỏ lại về riêng B nhỏ cũng được 1/2 nữa là bằng 1/8 bằng mấy 12,5%. Như vậy anh thấy không nhỉ? Không được, đúng không? Câu 2 này chúng ta cũng nhỉ? Cùng gạch luôn. Bởi vì sao thầy gạch nhắn thành các làm điểm là bởi vì anh thấy ở đây nó có B lớn đấy, hay có B nhỏ thì hẳn không thể nào cho ra cái kiểu trend đấy B nhỏ được, vì vậy nó cũng có thể nào kêu anh chặn được, đúng không? Và các em làm tương tự như vậy.
chúng ta thấy là bạn này được này, bởi vì a lớn a nhỏ là cái này, chúng được a nhỏ là bằng 1/2, b nhỏ là vì b lớn b nhỏ thì chúng được b nhỏ bằng nhé 1/2. Bên này thì cũng như cũng tương tự đúng không? Chúng được a nhỏ bằng 1, và bên này chúng được b nhỏ là bằng 1/4. Và các em nhân lại thì chúng ta có hai đáp án nhé, đúng. Đó là đáp án số 3 và đáp án số gì? Số 4. Bạn nào nếu chưa chắc chắn thì các em có thể làm lại tư luôn cũng được. Câu số 29 là em đọc đề kỹ một quần thể mà đáng cân bằng di truyền. Khi ở đây em thấy là chúng ta có quy ước a lớn đỏ, a nhỏ trắng rồi. Bây giờ quần thể này nó ở trạng thái gì? Cân bằng di truyền. Thì em thấy p bình phương a lớn 2p quý a lớn a nhỏ và quý bình phương nhé a nhỏ rồi. Và bây giờ hóa trắng ở đây như vậy em thấy đây là bằng mẹ bằng 400. Từ đó em chia ra cho thầy quý a nhỏ, em bấm cắn bậc 2 của 400 là được không vậy? 0.2. Chúng ta P của A lớn là bằng 1 trừ Q của dê A nhỏ là bằng 0.8. Đúng đó. Bây giờ từ đó mình suy ra được cấu trúc di truyền của quần thể là 0.8 bình phương A lớn A lớn 2 nhân 0.8 nhân 0.2 A lớn A nhỏ và 0.2 bình phương A nhỏ. Như vậy đó là mới ở mức độ đầu tiên. Bây giờ em đọc đi, em này cho toàn bộ các cây hoa đỏ giao phần ngẫu nhiên với nhau. Đây. Cái đầu tiên á là ý này. Bây giờ cho toàn bộ cả cái cây hoa đỏ tiến hành nhé giao phận ngẫu nhiên, thì thầy sẽ bỏ cái nhóm này này, anh thầy sẽ bỏ nhóm này và thầy sẽ chuyển hai cái nhóm này về một, thì như vậy anh thấy là chúng ta sẽ bỏ cái thằng này chuyển về anh thấy hai nhóm này về một. Ở đây chúng ta có 0.8 bình phương trên 0.8 bình phương cộng 2 nhân 0.8 nhân 0.2 là a lớn a lớn. Rồi ở đây anh thấy là 0.2 nhân 0.8 nhân 0.2 a lớn a nhỏ tổng đây là 0.8 bình phương cộng 2 nhân 0.8 nhân 0.2 đúng không? Thì anh thấy cái tỷ lệ này khi chúng ta tính ra này thì nó sẽ tương đương với 0.64 nhân 0.96 nó được là em thấy là 2/3 a lớn a lớn và đây là 1/3 nhé a lớn a nhỏ. Khi em thấy là những cái cơ thể này mà tiến hành nhé giao phận ngẫu nhiên ở đây giao phận ngẫu nhiên thì chúng ta phải tính nhé tần số của a lớn là cả em lấy 2/3 cộng 1/3 chia 2 là bằng 5/6 tần số a nhỏ là bằng 1/6. Vậy em thấy là cấu trúc di truyền ở F2 cấu trúc di truyền ở nhé ở đời con và như vậy em thấy thu được là 5/6 bình phương a lớn a lớn 2 nhân 5/6 nhân 1/6 a lớn a nhỏ và 1/6 nhé tất cả bình phương nhỏ nhỏ và cả em chia hai nhóm nhóm này phải mang kiểu hình gì rồi đây cả em tô lại đúng không là được mẹ được em thấy là 35 và nhóm này là em thấy là 1.
Đúng rồi, thì chúng ta sẽ chọn phương án đấy là em thấy là 35 chứ, 35-1. À, như vậy chúng ta sẽ chọn phương án nhé, 35 đỏ 1 trắng thì là phương án nhé. Thì hôm nay ở mức độ vận dụng khá cao này, các em phải tập trung theo dõi kỹ này, và nếu mà không hiểu nữa thì các em có thể nhé, nhờ thầy thầy hướng dẫn trực tiếp. Đúng rồi. Bây giờ qua câu 30 là bình máu khó đông, là do rinh lằn hạt nhỏ đó, nằm trên nhịp sắc thể ít quy định, và em thấy hạt lượng là bình thường. Một người nam bình thường lấy một người nữ mang ra bệnh, em thấy là trong đề này là người đàn ông bình thường nhé, là ít hạt lượng y à, là nam bình thường. Rồi bây giờ em thấy lấy người nữ, đúng không? Mà người nữ nên mang hình bình thì đi em thấy họ có rõ ràng rồi à, ở đây em thấy là mang hình bình thôi, nhớ là không phải bị bình nghe. Các em thì có thể việc giáo từ cho thầy là 1/2 x hoặc là 1/2 nhé, đi 1/2 x hoặc là 1/2 x hạt nhỏ. Bây giờ khả năng họ sinh được con gái khỏe mạnh trong mỗi lần sinh là bao nhiêu? Các em thì nhân vào là 1/4, 1/4 ít hạt lớn, ít hạt lớn với 1/4 ít hạt lớn, ít hạt nhỏ. Đây. Như vậy đây là em thấy người con gái nhé, bình thường, nói rằng khỏe mạnh. Rồi, 1/4 ít hạt lớn, y là người nam chứ bình thường, và 1/4 ít hạt nhỏ y, anh thấy đây là người chứ, người nam là bị chứ, bị bệnh. Và đi họ sinh ra họ ở đây em thấy là họ nói là khả năng họ sinh được con gái khỏe mạnh trong một lần sinh. Như vậy anh thấy là có con gái khỏe mạnh nhưng chúng ta không thể nào nhân giới tính 1/2, bởi vì em thấy trong nó trong kiểu gen quy định tình trạng này nó báo kèm là giới tính rồi, có thể hay ví dụ mấy bạn nó giống như 2/1 rồi đúng không. Đây chúng ta cộng hai cái này lại là ra được là mẹ em thấy 50%, nhiều các em nhấn thêm 1/2 nữa thì ra 25% là gì, là sai. Đúng rồi, câu 31 là quay về lại với ruồi dặm. Cái ruồi dặm thì trong quá trình ôn tập các em biết là ruồi dặm khoảng vị gì ở một bên và giới nào hoàng vị nè à, các bạn nhớ lại là giới đực không có hoàng vị mà chỉ có giới cái là có hoàng vị trên thôi đúng không. Và bây giờ tân số hoàng vị trên ở đây là bao nhiêu thì cho ruồi dặm thân sản cánh dài à, thì thầy tạm thời quy được là AB này là thông trục A lớn B lớn đến nhé, đến A lớn B lớn thân sản cánh dài, cánh dài. Vì sao thầy biết thông trùng? Bởi vì đời con thu được nhé, một loài kỳ hình thôi à, nếu đen các thông trùng thầy vẫn chưa được thông trùng. Thầy ai nhỏ bên nhỏ thằng đen cả nhé, mình cục đúng không ạ. Thì em thấy là chúng ta có thể biết giáo từ ở đây là A lớn bên lớn, giáo từ ở đây là gì, A nhỏ bên nhỏ, và cả em có thể thu được F1 tổ hợp lại. Ở đây em thấy là A lớn bên lớn đến nhé, anh nhỏ bên nhỏ đó là 100%. Bây giờ ngang độ F1 là F1 này thì em phải phân ra đây là đực F1 à, là anh thấy là A lớn B lớn đến nhé, đến anh nhỏ bên nhỏ và tạm ra. Bây giờ lại bên cái A lớn B lớn đến nhé, anh nhỏ bên nhỏ tạm ra. Thế em thấy việc giáo từ bởi vì do cơ thể đực này không hoàng vị rồi, như vậy anh thấy nó có 1/2 A lớn B lớn và 1/2 nhé, A nhỏ bên nhỏ bên này à, thì anh thấy là có hoàng vị đen và tân số bằng bao nhiêu thì thầy gì thầy chưa biết là à, thì anh thấy là thay đổi cái chuyện con màu này. Như vậy về giáo từ thì em thấy là cho ra được là A lớn B lớn bằng A nhỏ B nhỏ bằng 1 trừ F chia 2.
ép bằng mấy thời chế điện này, bởi vì D đang họ giết thì ép mà. Rồi có Hoàng Vy đánh thầy đổi chỗ là A lớn xuống đi với thằng bên nhỏ này, thằng nhỏ đi bằng bên lớn này, nên anh thầy bằng ép thứ hai chứ. Thì đúng ra ở đây có ngoại phá đấy, chúng ta phải lập cái bảng. Em thấy bây giờ lập bảng như ra lâu thầy tổ hợp hai nhóm này này. Kiểu hình này là anh thấy là đơn giản nhất, thuần túy nhất. Rồi anh thấy là kiểu hình này bằng 1 phần 2 nhân với gì 1 trừ F chia 2. Là kiểu hình này chính là kiểu hình gì thân đen cạnh cụ. Cả anh thấy đây là bằng mấy nè, bằng 20,5%. Cả anh giải chú khó giải tay được, chúng ta ép bằng 18 phần. Đúng không? Và hai bằng 0,18 đây. Và chúng ta nhớ này, nhiều D cho nữa thì em thấy là đơn vị em thấy trên cái bảng chứ, bảng đồ di chuyển nó là 18 trên nhóm ML là xem chứ chứ, mặc là đúng không? Nếu bảng nào mà quên là rùi dầm, rùi dầm ấy. Thế như vậy là em thấy là có được là không nhé, không hoảng vì đây còn có cái là có thể xảy ra hoảng vì đây. Thế như các bạn nhớ là nếu mình bắt buộc con cái khi nào có hoảng vì đây thì em thể chỉ đáp đúng không ạ, đúng không? Và câu cuối cùng trong phần nhé, trắc nghiệm cả em thể này, ở người bình bạch tàng là do đột biến đến làng năm trên nhịp thất thường. Một gia đình bình thường có bố và mẹ bình thường, những người con đầu lòng của họ bị bạch tàng. Cặp vợ chồng này muốn sinh thêm hai người con có cả trai và gái đều không bị bạch tàng. Theo lý thuyết họ có thể sinh được, nó em thấy cái điều mong muốn là bao nhiêu. Thế vậy anh thấy cái giả thuyết đầu tiên là bố bình thường mà mẹ bình thường. Đó là bố bình thường A lớn gạch này, mẹ bình thường chứ A lớn gạch. Đấy, bình thường. Bây giờ em thấy là về giáo tử thì thấy cái việc nữa, nhưng F1 em thấy là họ nói chính là một người con rồi, một người con đã bị gì, bị bạch tàng. Như vậy ở đây em thấy là con bị gì, bạch tàng. Có bị bạch tàng là nhỏ nhỏ chứ, cái đó em khi ra bố mẹ đấy là cho em thấy là ăn lượng nhỏ vậy chứ, ăn lượng nhỏ. Và khi chúng ta việc lại cái đôi lái đó thì cả em việc lại cho thầy, nhiều hai người này để nhau thì em thấy là sinh con ra em thấy là 3/4 chứ, ăn lượng cả vậy chứ là bình thường, còn 1/4 chứ là ăn nhỏ là bị chứ, bị bạch tàng. Đây. Bây giờ họ nói là sinh ra hai người con tiếp theo có cả trai và gái. Thì thầy tính nhá, hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là họ sinh tiếp một đứa con trai bình thường, rồi tiếp tục một đứa con gái chứ bình thường. Thế thầy là xác suất sinh ra con trai bằng xác suất sinh ra con gái là bằng 1/2 rồi này. Đó, nhân cho 1/2. Tương tự như vậy cả em thấy có trường hợp hai, bây giờ họ sinh tiếp theo là được không nhé, con gái trước họ được con trai bình thường đó cũng được, bởi vì trong đi em thấy không yêu cầu là gì sinh con trai trước hay con gái trước. Và cả em tổ hợp hai cái đáp án này lại đúng không, thì chúng ta được là 9/32. Nhớ này, bằng nam con thắc mắc nữa thì sản xuất sinh con nhé, sinh con trai là nhé, không trả là tích gì bằng sản xuất tính nhé, tính con gái là tích bằng nhé 1/2. Và như vậy câu này chúng ta sẽ chọn phương án B. Và như vậy là anh thể là thầy cho chúng ta đã đi qua được 8 điểm đó,
trắc nghiệm, trong đó có những câu ở mức độ vận dụng và vận dụng khá cao. Bây giờ chúng ta sẽ tính phục hai điểm từ luồng tiếp theo, và thì hy vọng rằng hai điểm từ luồng này hẳn nhiên không hề khó như các bạn hãy suy nghĩ là từ luồng nó khó, đúng không? Thì các em thấy là câu đầu tiên họ cho mình cũng thế, thì chúng ta thừa chức để mà làm được. Chúng ta tính nhá, tần số lớn là bằng 0,4 nhá, còn 0,6 chia 2 đó. Có những bạn thắc mắc về a nhỏ đâu đây, thì em thấy a nhỏ không có, thì có nhà nào nó bằng mấy, bằng không, đúng không? Và quý của chứ a nhỏ bằng 0,6 chia 2 bằng 0,3. Như vậy đây là em thấy là ý đầu tiên. Ý thứ hai, chúng ta có nói thì nói là cấu trúc di truyền ở trạng thái cân bằng di truyền, thì nó trạng thái p bình phương a lớn a lớn 2 p quý a lớn a nhỏ và quý bình phương a nhỏ đó. Và em để 0,7 bình phương được 0,49 a lớn 2 nhân 0,7 nhân 0,3 là 0,42 và còn lại là 0,09 a nhỏ, đúng không? Em thấy rất chi là ngắn gọn, thậm chí em thấy là nó ngắn gọn hơn những cái câu chứ câu mà chúng ta đã từng làm trên chỗ chứ không trắc nghiệm nữa, đúng không? Và trình bày thì cả em chúng trình bày đơn giản như vậy thôi. Giờ qua câu 34 thì em thấy là họ hỏi tỷ lệ kỳ huynh, thì bây giờ em thấy cho mình thuật lại mà cho em thấy ở đây mình đọc trôi chứ trôi hoàn toàn thôi. Đây cả em để ý này, như vậy là em trôi là chứ trôi hoàn toàn thôi. Và xem nào, và một gán như vậy anh này nó quy định như một thực trạng không có tương tác có gì cả, quá trình giảm không mà thủ tính nhé bình thường, như vậy đề chó gì rất chi tiết và rất rõ đó. Bây giờ chúng ta làm này, chúng ta tắt cái a lớn nhé, a nhỏ đây, như vậy cả em có thể tắt cái a lớn a nhỏ lại về chứ a lớn a nhỏ. Thế em này thu được là 3/4 chứ a lớn cả, đúng không? B lớn b nhỏ ba phần tư chứ b lớn cả 1/4 chứ b nhỏ tiếp theo là b lớn b nhỏ là bây giờ b lớn b nhỏ cho ra được em thấy là 3/4 chứ b lớn cả. Và cuối cùng là em thấy là hạt lớn hạt nhỏ. Các chúng ta là em thấy 3/4 chứ hạt lớn gần 1/4 chứ hạt nhỏ hạt nhỏ, đúng không? Và em thấy D họ hỏi này, họ hỏi là gì? A lớn B lớn D nhỏ hạt lớn thì A lớn đấy, B lớn đấy, D nhỏ đấy, đúng không? Và hạt lớn đây. Như vậy là chúng ta kết luận cuối cùng là vậy, tỷ lệ kỳ huynh a lớn gạch b lớn gạch hạt nhỏ hạt nhỏ d lớn d nhỏ d nhỏ lớn gạch bằng 3/4 nhân 3/4 nhân 1/4 nhân nhé bằng 4. Và kết quả chúng ta được 27 phần nhé, 256, đúng không? Như vậy là xong, đúng không? Rất dễ. Và thầm gì đây, nói đi nói lại là không trình bày nhiều, trình bày ngắn gọn và đủ ý thôi, đúng không? Như vậy là em thấy trong một khoảng thời gian nhé khá ngắn, thầy lại hướng dẫn các em dạy rất chi tiết từng cái câu hỏi. Và đề này thì thầy không nhắc lại là lý thuyết từ đầu đến cuối nữa, bởi vì những lý thuyết này thầy đã làm những cái bài giảng ôn lý thuyết cho các em rồi, đúng không? Từ chương 1, chương 2, chương 3 cho đến chương 4, chương 5. Và sau này thì em sẽ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia thì thầy sẽ hướng dẫn các em ôn tập tiếp nữa, đúng không? Ôn tập kỹ hơn và sâu sắc hơn. Và nếu mà có vấn đề nào không hiểu nữa thì cả em có thể liên hệ với cái số điện thoại của thầy. Như vậy là nhắc lại là 09
79 32 01 02. À, hoặc là kênh Facebook hoặc kênh YouTube, thầy sẽ hướng dẫn giải đáp cho các em một số vấn đề mà thắc mắc để hỗ trợ các em được tối đa trong quá trình học tập. Và thầy hy vọng các em là cố gắng nỗ lực để có được những kết quả như mình mong đợi. Và thầy thân ái chào tạm biệt các em.